mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên lại có một chuyến đi đi Singapore cùng với gia đình và Kyle. Nên là bây giờ Tiên vừa mới đáp xuống sân bay Changi của Sing. Bây giờ thì Tiên sẽ về khách sạn và sẽ làm room tour cho mọi người nha. Tại thì Tiên đang ở Marina Bay Sands, phòng khách sạn của ba mẹ Tiên. Là tại vì phòng của Tiên lúc nào đang tính ở đây nhưng mà nó lại hết phòng, cho nên là mình phải ở một khách sạn khác. Thì Tiên sẽ cho mọi người coi thử cái room tour nha. Ôi mọi người, phòng rất là đẹp quá mọi người. Trời ơi, rất là tiếc khi mà nó đã hết phòng. Như đây là cái toilet nè. Hi. Cái phòng rất là sáng luôn á. Đây là cái phòng đó, có cái bồn tắm, bồn tắm nè mọi người. Good morning, là buổi sáng đầu tiên Tiên ở Singapore và hiện tại thì Tiên đang ở Apple Store tại Marina Bay Sands. Wow, có thể view. Ngày hôm nay thì tụi mình chỉ ở vòng vòng khách sạn, sau đó trưa nay sẽ đi ăn và chiều thì tính đi một cái museum về kiểu có light này nọ cũng rất là đẹp. Show cho mọi người xem view ở đây nha. Mới ăn chưa xong mà bây giờ đang đi ăn sầu riêng. Đây không phải là món của Tiên cho nên là Tiên sẽ cứ nhìn mọi người ăn. Sao này ngon mà. Thôi, không có ăn sầu riêng. Ai Tiên không sầu riêng, comment. Ngày thứ bảy thì hôm qua Tiên không có quay được nhiều là tại vì tối ngày hôm qua Tiên không có ngủ được, cho nên là ngày hôm nay thì sẽ rất là sẽ quay cho mọi người nhiều hơn. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuống ăn sáng. Hôm nay sáng nay tụi mình đi Garden by the Bay, rồi xong chiều trưa mình sẽ đi Chinatown, nên là sẽ có rất là nhiều hoạt động hôm nay. Hello everyone. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua Marina Bay Sands, khách sạn của bà mẹ để đi qua Garden by the Bay và chụp hình nha mọi người. May chậm vía là trời rất là nắng, tại vì mấy bữa nay thì Sing mưa rất là nhiều, hầu hết là mỗi ngày, cho nên tụi mình không có chụp tấm nào luôn. Mà hơn mấy hôm nay nó nắng rồi, cho nên là bây giờ sẽ đi chụp nha. Ừ, trước Tiên đi thì Tiên cũng đã qua cái terminal này rồi. Mà bây giờ thì tụi mình cũng ráng ra sân bay sớm để qua này đi ăn cũng như là mua đồ tiếp. Sao vậy hả?